10 giây cuối cùng. Xin một cảm nghĩ về trò chơi này ạ. Thì em cảm nhận ra là khi mà mình bắt đầu một công việc gì đó thì mình rất là vội vàng và mình muốn xử lý nó ngay lập tức. Do vậy khi mà mình không có đọc hết tất cả các câu từ trên xuống mà mới vô là mình đã làm liền luôn. Mình lao vô mình làm và mình không có biết là cái giống như là cái sự vội vã của mình nó sẽ làm hư sự của mình. Một tràng tay của